Hi guys, I'm Lien. I'm from the Center for Foreign Languages and Informatics Hung Vương University. Xin chào các bạn, tôi là Thèn Liên đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Đại học Hùng Vương. Đây là chuỗi video trong sản phẩm video hướng dẫn dạng thức bài thi Speaking Part. Trước đó chúng ta đã tìm hiểu một số các nội dung phần Speaking Part 1 và Speaking Part 2 trong phần miêu tả bức tranh có màu. Tiếp nối đó là chúng ta cũng có phần hướng dẫn một vài topic cơ bản cho phần Speaking Part 3. Thì trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần Speaking Part 3 và các nội dung của topic cụ thể. Những video này thì để hỗ trợ cho các bạn tốt nhất cho phần thi, hoàn thành phần thi nói của mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Ok, now let's start. Để biết được cách làm, cách thức cũng như là các cái hoạt động diễn ra trong quá trình thi thì ở các video trước các bạn cũng đã được hướng dẫn về nhiệm vụ cũng như cách làm của bài thi Speaking Part 3, nhiệm vụ của giám khảo, nhiệm vụ của thí sinh, cách trình bày cũng như là cách các thí sinh triển khai câu trả lời của mình làm sao để đạt điểm cao. Thì trong đó thì các phần cách làm thì các bạn có lẽ là đã nắm được. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên xem lại để các bạn hình dung một cách tốt nhất cũng như mà là nắm chắc nhất cho quá trình đi thi của mình. Trong phần thi này có lẽ là rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là lo lắng về việc giám khảo yêu cầu dừng lại hay là những đưa ra những cái kết luận hay là những cái hoạt động trong quá trình thi. Tuy nhiên là như các bạn cũng biết, các tiêu chí đánh giá của một bài thi nói sẽ hướng vào việc phát âm cũng như là quá trình nói có trôi chảy hay không, rồi nội dung cũng như là mức độ logic trong việc sử dụng ngôn ngữ của các bạn. Vì thế nên là các bạn cố gắng đừng lo lắng quá và hãy tập luyện thật nhiều theo bộ sản phẩm Speaking của trung tâm để các bạn có một cái nền tảng cũng như là có vốn kiến thức đủ để chúng ta tự tin đi thi. Với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề Facilities for Young People, à, một số địa điểm dành cho giới trẻ. Nào. Ok, cái việc đầu tiên cũng như tất cả những cái phần khác trước đó tôi đã hướng dẫn các bạn, đó là khi chúng ta nhận được bức tranh gợi ý cũng như đọc các cái câu hỏi của giám khảo thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ phải là gọi tên của từng bức tranh trong đó, gọi tên các hoạt động mà chúng ta được người ta đề cập. Có lẽ thì ở đây thì câu hỏi của chúng ta sẽ là gì, là với cái câu hỏi sẽ là có một nhóm học sinh đang muốn tham gia một số các cái hoạt động hoặc là một số các cái địa điểm nào đó để gợi ý cho họ. Vậy thì cái việc của chúng ta là sẽ đưa ra những cái ý kiến của cá nhân để phản biện cũng như là lựa chọn ra một cái đáp án tốt nhất hay là một cái hoạt động tốt nhất cho để cái nhóm học sinh này có thể quyết định được là cái hoạt động nào hay là cái địa điểm mà họ nên đến. Nào. Ok, the first one is cinema. Dạp chiếu phim. Basketball court. Sân bóng rổ. Disco or clubs. Sàn disco hay là gì? Hay các câu lạc bộ. Swimming pool. Bể bơi. Internet or game coffee. Các cái quán game và Internet. Library, thư viện, park, công viên. Trên đây là tổng cộng chúng ta có 7 gợi ý cho các cái hoạt động hoặc là các cái địa điểm dành cho giới trẻ. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào đối với bài này? Về cái tiêu chí thì đầu tiên thì chúng ta hãy cố gắng là say why the factory is good ideas. Right. Hãy giải thích lý do vì sao trên cái địa điểm đấy là một cái ý kiến hay. Ví dụ như là gì? Đầu tiên là khi người ta nói đến là cinema, right? Relax for 2 hours watching a film. Forget about real life, watching some things fun in settings indoors. So not problem if the weather is bad. Trên đây là những cái lý do người ta đưa ra để chứng minh rằng là địa điểm là rạp chiếu phim thì sẽ là một cái nơi nên để chúng ta lựa chọn. Thì người ta có đưa ra là gì? Thư giãn trong khoảng 2 giờ xem một bộ phim, chúng ta sẽ quên đi cuộc sống thực tại. Và khi xem, chúng ta có thể lựa chọn xem một cái gì đó vui vẻ, thú vị. Và đây chủ yếu là hoạt động trong nhà và vì vậy nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Nào, đó cũng là một cái ý tưởng rất là hay, các bạn có thể vận dụng cho bài nói của mình. Ok, with the park, công viên thì sao? Ok, out in fresh air.
Play board game. Ride a bike, run around, watch the dog play in the playground. Go on the swim side, sail a toy motorboat, lake or pond. À, người ta đưa ra ở đây là một số các cái hoạt động các em có thể làm ở công viên, ví dụ như là gì ạ? Chơi game, chơi bóng này, đạp xe này, chạy vòng quanh, hay là có thể dắt chó đi dạo. Các cái hoạt động này để chứng minh cho rằng là cái công viên chính là một cái lựa chọn tốt nào. Okay, how about library? Library is right. Study quietly. Do homework, revision, borrow books or free. Peace and quiet, relaxing, calming and pleasant. Pleasant room to be in, right? Backing board. Okay. With this one is, với cái phần này thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta đưa ra một số các cái lý do là gì? Thứ nhất là nó yên lặng này, để làm bài tập này, ôn tập này, chúng ta có thể mượn sách này, hoặc là miễn phí, hoặc là có thể yên tĩnh để thư giãn. Các cái căn phòng rất là dễ chịu để chúng ta ở đó. Nào, how about the basketball court, fun way to do exercise, make friends, join a team, learn a new sport and free. Ở đây thì người ta đưa ra một số các cái luận điểm về sân bóng rổ, ví dụ như là thú vị để tập thể dục này, chúng ta có thể kết bạn này, tham gia một đội nào đó này, học một môn thể thao mới, và quan trọng là nó miễn phí. Nào, how about Discord clubs? À, với sàn Discord hay là một số các cái địa điểm gọi là câu lạc bộ thì chúng ta có thể làm gì? Listen to music, meet new friends, new people, do something activities, have fun, right? Indoor, so no problem with the weather, best swimming pool, healthy, keep your fit and enjoy fresh air. If outdoor pool. À, ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sân bóng rổ cũng như là cái bể bơi thì người ta có hướng dẫn chúng ta là gì, một số các luận điểm, ví dụ như là chúng ta có thể ở đó thì chúng ta có thể gặp bạn mới này, chúng ta có thể làm một số các cái hoạt động để trở nên vui vẻ hơn, và chủ yếu các cái hoạt động này thì trong trong nhà, thì vì thế nên là sẽ không bị ảnh hưởng với thời tiết. Còn đối với bể bơi thì sao? Thì giúp các bạn khỏe mạnh hơn này, giữ gìn vóc dáng này, và quan trọng là gì? Có thể hít thở không khí trong lành. Nào, how about the internet game coffee? Useful for studying, doing research, give someone and entertain, play games with friends. Ở địa điểm này chúng ta sẽ thấy rằng là một số các cái ưu điểm của nó, như là chúng ta có thể đến đấy để học này, nghiên cứu này, cũng có thể là ở đó để giải trí này, hay là gì, chơi game cùng với bạn này. Nào, đó là một số các cái luận điểm chúng ta có thể sử dụng trong bài. Now your turn, please tell me about something. It's tell me about the picture with the five activities, right? Okay, with next one, you have to say why activity facilities is not good, is not a good idea, right? With the cinema, bây giờ chúng ta có thể chứng minh một cái hoạt động ngược lại chúng ta có thể làm là chúng ta sẽ chứng minh các cái hoạt động vì sao nó không phải là vì sao nó không phải là cái địa điểm tốt nhất để chúng ta lựa chọn ra một cái một đáp án, hay gọi là chúng ta kết luận bức tranh. Nào, okay. Thì ở đây người ta nói là gì? Rạp chiếu phim thì khó chọn phim mà mọi người đều thích. Vé xem phim thì đắt, tải xuống thì sẽ đỡ tốn kém hơn, hoặc phát trực tiếp trên Netflix, hoặc mua DVD ở nhà xem thì có thể xem phim miễn phí trên Internet. Nào. Okay, difficult to choose the film everyone likes. Cinema tickets is expensive. Less expensive to download or streaming on the Netflix, but or you can buy a DVD, watch it at home, or could watch free film on the internet, right? How about the park? Thì người ta đối với công viên thì người ta nói là gì? Needs good weather. Parents need to be
with young children, younger children may be have accident or get hurt. À, ở đây thì người ta đưa ra một số các cái đặc điểm bất lợi, ví dụ như là chúng ta sẽ phải muốn ra công viên thì sẽ phải đợi những cái ngày mà nắng đẹp, thời tiết tốt, đúng không nào? Hơn nữa là gì? Ví dụ như khi có trẻ nhỏ đi thì sẽ phải có bố mẹ đi kèm, bởi vì chúng ta có thể xảy ra tai nạn này, hoặc là gì bị đau, bị thương trong quá trình chơi ở đó. Nào, how about the library? Còn đối với các cái hoạt động ở trong thư viện thì sao? It's boring. Need to relax more, too much studying at home, or easier to use the internet not books. À, thì ở đây người ta nói rằng là gì? Có thể là vào thư viện sẽ cảm thấy là khá là nhàm chán này. Ngoài ra thì chúng ta cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì chúng ta học quá nhiều rồi. Nào, và ngoài ra thì nữa là chúng ta có thể đọc sách ở trên mạng, nó còn nhanh hơn, tiện hơn là mua một quyển sách hay mượn một quyển sách, đúng không nào? Còn các ý còn lại, các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình và sử dụng nó cho câu trả lời của mình. Ok, trong cái đề này thì bây giờ các bạn sẽ có một chút thời gian để thực hành trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo. Và quan trọng là một cái phần nữa là chúng ta nên đưa ra câu hỏi như thế nào để đối phương, để cái người thi của chúng ta có thể trả lời được các câu hỏi hoặc triển khai cái ý một cách tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng các cái cấu trúc, ví dụ như là in my opinion, they so. Trong cái, tức là với tôi thì nó như thế nào đó, hoặc là họ đã đưa ra cái bức ảnh với ý nghĩa như thế nào, theo tôi, đúng không nào? Okay, I think would be the great idea to facility. Tôi nghĩ rằng là theo tôi ý tưởng tuyệt vời để chúng ta đến hay là để chúng ta được chơi ở đó là đâu? Chúng ta thêm vào và giải thích lý do vì sao cũng là. I strongly believe that tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng đúng là. I think the best idea would be to prove. Tôi nghĩ chắc chắn rằng là gì, những cái ý tưởng tôi thì có thể, hay là ý tưởng tồi tệ hay là chưa tốt thì chúng ta có thể cải thiện nó, đúng không? Và trên đây là một số các ví dụ thì các bạn có thể sử dụng cho phần này và ghép vào các cái phần từ vựng chúng ta đã học ở cái slide đầu tiên, đúng không ạ? Ok, và cuối cùng, như mọi khi, đây là những kinh nghiệm chất lọc từ kinh nghiệm giảng dạy và cho sinh viên trong quá trình ôn luyện. Cảm ơn các bạn đã tham gia sử dụng và trải nghiệm. Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho sinh viên. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau. Goodbye!